Xin giới thiệu đến các bạn hai chức năng giúp các bạn tập luyện trên bộ trống điện TD17KVX, đó là chức năng click sử dụng như metronome và chức năng song là đánh bắt kiểm track có sẵn trong bộ nhớ của TD17KVX. Đầu tiên là chức năng click. Chúng ta bấm vào nút click thì nó sẽ hiện lên tempo. Chúng ta xoay cái nút tròn ở giữa để chọn tempo và bấm cái nút số 3 ở dưới màn hình để bật metronome lên. Chức năng này sẽ giúp cho chúng ta giữ nhịp và tập những cái câu solo, những câu fill và giữ. Chức năng này sẽ giúp chúng ta giữ nhịp và tập những cái câu solo fill từ chậm đến nhanh chẳng hạn. Ví dụ như khi tôi đánh cái câu chuyển này thì tôi bắt đầu tập từ tempo rất là chậm, tôi chuẩn bị từ tempo 23 cho nó chuẩn. Khi tôi đánh được ở tempo 53 thì tôi tự nâng lên 6 mấy, 65 như thế. Rồi cứ nâng dần lên để mình giữ được cái độ chính xác nhờ vào cái công cụ hỗ trợ là metronome này. Ở trên bộ trống nó ghi là chữ click cho nó dễ hiểu. Cái đến là công cụ là song, tức là bài hát đi kèm để các bạn đánh bắt kiểm soát. Công cụ này sẽ giúp các bạn hưng phấn hơn, không chỉ tập với metronome mà tập với cả người đánh bắt kiểm soát. Sau đây là ví dụ. Facebook Đồ Lăng Việt Thương, chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Hẹn gặp lại các bạn.